Buôn bán thực phẩm chức năng giả trên mạng bị bắt. Ngày 23 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường BC03, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh triệt xóa tụ điểm hoạt động buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng trên không gian mạng trên địa bàn huyện Tân Châu. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng BC03 Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đối tượng Phan Trọng Hiếu và vợ là Nguyễn Thị Hào cùng sinh năm 2000, ngụ ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh thuê một số nhân viên sử dụng nhiều tài khoản trên sàn thương mại điện tử Shopee để bán hàng giả là thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, được quảng cáo có tác dụng giảm cân với giá rẻ trên không gian mạng. Ngày 20 tháng 10, Phòng BC03 Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Tân Châu bố trí lực lượng bắt quả tang đối tượng Tô Hạnh Nhi, sinh năm 2001, ngụ ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, đang có hành vi buôn bán hàng hóa là thực phẩm chức năng giả. Kiểm tra nhà kho của Nhi, lực lượng chức năng phát hiện trong kho có nhiều thùng giấy cạc tông, bên trong chứa rất nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng, thuốc bảo vệ sức khỏe, các dụng cụ để dán nhãn, tem, đóng hộp. Nhi cho biết toàn bộ hàng hóa trên thuộc sở hữu của vợ chồng Hiếu và Hào. Cơ quan chức năng cũng đồng thời tiến hành mời làm việc, kiểm tra nhà thuê của vợ chồng Hiếu, Hào, ở xã Tân Hội, huyện Tân Châu, phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng có chủng loại tương tự. Tổng số tang vật tạm giữ ở hai điểm trên gồm 23 loại thực phẩm chức năng với 3.729 sản phẩm, ước tính tổng giá trị hàng hóa là trên 290 triệu đồng. Các đối tượng Hiếu, Hào, Nhi khai nhận mua bán thực phẩm chức năng giả từ đầu năm 2024 đến nay. Nguồn hàng này do Hiếu đặt mua qua mạng xã hội, thông qua dịch vụ giao hàng nhanh để nhận hàng hóa, sau đó tiếp tục thông qua sàn thương mại điện tử Shopee để bán lại kiếm lời. Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ 1 tháng 1 năm 2024 đến 1 tháng 6 năm 2024, tổng số đơn hàng hoàn tất của các tài khoản của Hào, Hiếu là hơn 14.000 đơn hàng, với tổng giá trị đơn hàng hoàn tất hơn 1 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!